Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong thời gian qua, các công ty trên địa bàn tỉnh Long An cũng đã chú trọng trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Công ty cổ phần may mặc Thịnh Phát, thành phố Tân An hiện có 500 công nhân. Mặc dù trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, công ty gặp không ít khó khăn, nhưng các chế độ về lương thưởng vẫn luôn đảm bảo trả đầy đủ và đúng thời hạn cho công nhân, qua đó góp phần tạo động lực cho người lao động yên tâm sản xuất. Mặc dù là khách hàng giảm giá 20% như thế nào, nhưng mà công ty cũng cố gắng để mà nhận đơn hàng về để nhằm để cho các chị em có đơn hàng ổn định. Thì mức lương thu nhập của công nhân trung bình thì tất cả các bạn đều nhận được khoảng 9-10 triệu. Ngoài ra thì công ty cũng có chế độ bảo lưu lương cho những cái công nhân nào mà mới vào làm hay hoặc là tay nghề chưa tốt, thì mức bảo lưu lương nó cũng dao động từ 6,6 triệu cho tới 6,9 triệu để cho tất cả các bạn yên tâm mà để làm việc ở công ty Thịnh Phát. Song song với việc xây dựng một môi trường làm việc an toàn, đầu tư nhiều máy móc hiện đại, giảm sức lao động của công nhân, các hoạt động chăm lo đời sống, văn hóa tinh thần, chế độ ăn uống hàng ngày của người lao động cũng được công ty quan tâm. Cơm trưa thì mỗi ngày để mỗi món thay đổi với khác nhau, rồi đồ ăn tươi ngon là thường thường có nghe ý kiến góp ý của công nhân. Còn ngày Tết thì mà hàng năm thì thường tổ chức tất niên rồi cho công nhân ăn chơi vui vẻ rồi vậy đó, rồi có cơ hội để nhận quà về nữa. Dạ, ở đây nói chung là không có gò bó như khu công nghiệp nên rất là thoải mái. Công ty có nguồn hàng ổn định nên thu nhập hàng tháng của chị cũng được ổn định, có thể lo cho kinh tế gia đình. Giám đốc công ty cũng quan tâm đến đời sống của anh chị em công nhân, như là tổ chức đi du lịch, có nhiều chế độ như là tháp sữa cho mấy người bầu, rồi cũng tặng quà cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Từ việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, không những giúp người lao động yên tâm sản xuất, mà còn góp phần thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng vững mạnh.